Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Chúng ta lại quay trở lại kênh YouTube của phòng kinh doanh công ty Toyota An Cảng trong những ngày cuối năm. Và hôm nay là buổi chiều của ngày 23 rồi, 23 âm lịch nhé, ngày 8 trời. Thì mình sẽ lại giới thiệu tất cả các bạn những cái mẫu xe có lẽ là cuối cùng trong năm nay để phục vụ cái nhu cầu mà đi lại của tất cả các bạn bà con trong cái dịp cuối năm này. Thì kế bên mình đây nhé là một chiếc Innova phiên bản Venturer, phiên bản đặc biệt mang biển số thành phố 67594 nhé. Vừa được bên mình thu về trong buổi sáng ngày hôm nay, thì buổi chiều mình đã cũng tranh thủ một thời gian để cập nhật tới tất cả các bạn. Chúng ta nhanh tay nhé, sở hữu những chiếc xe siêu lướt mà giá cũng rất là rẻ, tiết kiệm được số tiền cũng tương đối khá nhiều. Thì Innova có tất cả 4 phiên bản nhé: E, số sàn, phiên bản G, phiên bản Venturer và trên phiên bản này là phiên bản V nữa. Thì đây là một phiên bản đặc biệt, chỉ có năm 2018 thì chỉ có hai màu thôi, đó là đỏ và đen. Thì sang 2019 thì chúng ta có thêm màu trắng ngọc trai nữa. Thì chiếc này là mang màu đen và biển số thành phố. Thì xe thì về tổng thể mình đánh giá cũng khá đẹp, nên là nếu anh em nào chúng ta mua chạy Tết thì cũng không phải mất quá nhiều thời gian làm đẹp đâu. Dự kiến 2 ngày nhé, 2 ngày chúng ta sẽ xong với số mét rất là ít, 17.000 thôi. Chúng ta coi cái át vỏ đây, đâu rồi? Đây, tuần thứ 19 của năm 2018. Và như nói chiếc xe này được sản xuất năm 2018 nhé, và số mét cũng rất ít thôi. Thì tổng thể bên ngoài các bạn coi này cũng rất đẹp. Xe được trang bị phụ kiện cơ bản, dán phim, che mưa, chén cửa và tay nắm. Về phiên bản này thì chủ nhân này gắn cũng khá nhiều đồ chơi đấy. Mặc dù như theo mình thì cũng không cần thiết gắn nhiều đồ chơi như này, bởi vì phiên bản này cũng đã đặc biệt rồi, cũng đã có đủ body kit rồi. Nhưng mà chủ nhân này cũng khá là kỹ tính, nên là thêm viền đèn này, ốp cản và thêm cái ốp cản sau rồi nữa. Cái này thì khả năng là sẽ không bị phạt nhá, khả năng nhiều không bị phạt, bởi vì là nó ăn sâu vào trong cái cản này nên nó không có đua ra ngoài nhiều, nên có lẽ là không ảnh hưởng đến quá nhiều đến kích thước phía sau đâu. Nó rất là gọn, nó không giống như một số cái Innova khác chúng ta gắn nó ra ngoài quá nhiều. Đó, nội thất bên mình cũng chưa kịp làm đẹp luôn, còn khá dơ. Với phiên bản này thì zin của nó vẫn được sử dụng bộ ghế nỉ nhá, nhưng mà chủ nhân đã bọc thêm một bộ ghế da màu đen theo xe luôn, và có một bọc trần luôn, bọc trần này, bộ ghế da còn nguyên bộ thảm đấy nhá, và khay đựng hành lý rồi, cũng khá đầy đủ rồi. Nói chung là full đen luôn, nội thất màu đen, ngoại thất màu đen, bên này có nắp xăng này nhá. So với một chiếc xe mới bây giờ chúng ta có giá lăn bánh là 1.006.000.000 ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chiếc xe này bên mình niêm yết cũng khá rẻ, chỉ 790.000.000 thôi. Chúng ta đã sở hữu một mẫu xe chuyên để chạy gia đình và khác hẳn hoàn toàn với những mẫu Innova khác đẳng cấp hơn. Số mét nhé, chúng ta dừng lại xíu để coi kỹ km bao nhiêu. 14.751 km, số mét cũng quá ít đúng không ạ, cho một năm. Và bên mình vừa mới về thêm một chiếc nữa, mới chạy được có 2.000 km thôi, thì xe chưa về nên mình chưa tiện quay. Thì anh em là chúng ta quay coi chiếc cái xe này thì có thể tham khảo. Chúng ta nếu mà muốn một cái số km ít hơn thì trong có thể lựa chọn chiếc xe mới chạy được có 2.000 nhé. Thì sẽ về trong ngày mai, tức là ngày 24 âm lịch. Xe cũng trang bị cũng tương đối đủ nhé. Và phiên bản này mình nhắc lại nhé, là 7 túi khí nhé, chứ không phải là phiên bản 3 túi khí 2018, nhưng mà cuối 2018 rồi nên là được trang bị 7 túi khí, cân bằng VSC, phanh ABS đó, và khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, nói chung là đủ nhá. DVD camera xe luôn rồi, ra quan sát cái động cơ xíu thôi. Động cơ 2.0 nhá, khá tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ cũng được sử dụng động cơ dual VTI và dung tích xi lanh là 2.0. 100 cây thì với số động, nếu chúng ta mà chạy mà chúng ta mà biết cách sử dụng số một xíu thì số km mình ước tính cũng chỉ tầm độ 9 lít rưỡi đến 10 lít thôi.
trên 100 km. Đó, xe thì khá dơ bởi vì khách hàng rất ít đi, mà với một năm mà mới chạy được có 14.000 thì thực sự là cũng quá ít đi. Mà mình nhắc lại nhé, bên mình có một chiếc mới về trong buổi sáng ngày mai, sẽ về trong buổi sáng ngày mai, và một km nó chỉ được có 2.000 km thôi. Vâng, và thời gian không có nhiều nhá, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu mua xe và đi Tết để lựa chọn cho mình một chiếc xe rộng rãi hơn, đẳng cấp hơn và khác biệt hoàn toàn với những mẫu Innova khác để không nhầm lẫn xe taxi, thì chúng ta có thể lựa chọn phiên bản này, và với mức giá là 790 triệu thôi cho một chiếc xe Innova bản Venturer sản xuất 2019, thì mình nghĩ là đây là một cái lựa chọn cũng khá tốt, tiết kiệm được một số tiền là trên 200 triệu cho một chiếc xe mới nhá. Và mọi thông tin chi tiết thì xin tất cả các bạn vui lòng liên hệ với số điện thoại dưới màn hình để biết thêm chi tiết nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại.